Mở đầu phần tin thế giới hôm nay là tin liên quan tới khu vực Trung Đông. Tòa án Công lý quốc tế yêu cầu Do Thái phải ngưng tấn công thành phố Rafah. Tòa án Công lý quốc tế vừa ra phán quyết yêu cầu Do Thái phải ngay lập tức chấm dứt chiến sự tại thành phố Rafah, phía nam của dải Gaza. Phán quyết này đòi hỏi Do Thái phải ngưng mọi hoạt động tấn công và các hành động có khả năng phá hủy điều kiện sống của người Palestine ở thành phố Rafah tòa án công lý quốc tế cũng yêu cầu do thái phải mở trạm biên giới rafah để chuyển hàng cứu trợ cũng như cho phép các nhà điều tra tới khu vực này phán quyết đưa ra sau khi nam phi đề nghị tòa án công lý quốc tế yêu cầu do thái ngưng bắn và đình chỉ chiến dịch tấn công giải gaza do thái có một tháng để báo cáo tiến độ thực hiện yêu cầu này cho tòa án công lý quốc tế Phát ngôn viên của Tổng thống Palestine hoan nghênh phán quyết này và gọi đây là sự đồng thuận quốc tế về việc chấm dứt chiến dịch của Do Thái tại giải Gaza. Tòa án Công lý Quốc tế là cơ quan tư pháp tối cao của Liên Hiệp Quốc, chuyên giải quyết các khiếu nại pháp lý giữa các quốc gia về những vi phạm luật pháp của quốc tế. Mặc dù phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế có tính ràng buộc, thế nhưng cơ quan này lại không có phương thức bảo đảm thực thi. Do Thái chưa bình luận về phán quyết này, thế nhưng phát ngôn viên của chính phủ Do Thái là ông Avi Haiman khẳng định rằng, chính phủ Tel Aviv sẽ bảo vệ người dân và truy đuổi Hamas tại giải Gaza. Nếu như Do Thái không tuân thủ phán quyết nói trên, thì vấn đề này có thể được đưa ra Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nơi mà Hoa Kỳ có thể sử dụng quyền phủ quyết để ủng hộ cho Do Thái. Tuy nhiên, áp lực pháp lý từ cộng đồng quốc tế đối với Do Thái sẽ gia tăng trong lúc công tố viên trưởng của, của Tòa án Hình sự Quốc tế đang xin lệnh bắt giữ các nhà lãnh đạo của Do Thái và Hamas với cáo buộc rằng những người này vi phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại nhân loại liên quan tới cuộc xung đột tại giải Gaza. Nga bắt giữ hơn 20 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công nhà hát Crocus City Hall. Ngày 24 tháng 5, giới chức an ninh Nga cho biết đã bắt giữ hơn 20 người tình nghi liên quan đến vụ tấn công nhà hát Crocus City Hall ở Moscow hồi tháng 3, khiến hơn 140 người thiệt mạng. Theo Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga Alexander Bonikov, trong số những người bị bắt giữ có 4 nghi phạm người Tajikistan trực tiếp thực hiện vụ tấn công. Tuần trước, thời gian tạm giữ 4 nghi phạm này đã được gia hạn đến ngày 22 tháng 8. Hiện chưa rõ thời điểm diễn ra phiên tòa xét xử. Ông Bonikov cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Cũng theo giới chức trên, các công đoạn chuẩn bị, tài trợ, tấn công và rút lui của những kẻ khủng bố đều được thực hiện phối hợp qua mạng Internet giữa các thành viên của isis một nhánh của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng ISIS ở Afghanistan và Pakistan. Vụ tấn công xảy ra tối ngày 22 tháng 3, khi bốn nghi phạm xả súng vào những người tham dự buổi hòa nhạc tại nhà hát Crocus City Hall ở Moscow, sau đó phóng hỏa địa điểm này. Vụ tấn công đã khiến 144 người thiệt mạng và 551 người khác bị thương. Đây được cho là vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất ở Nga trong 20 năm qua. ISIS đã nhận là thủ phạm đứng sau vụ việc. Loại rocket dẫn đường tầm xa của Hoa Kỳ liên tục bị bắn trượt mục tiêu tại chiến trường Ukraine. Hãng tin Reuters trích dẫn ba nguồn tin am hiểu về vấn đề tiết lộ như sau loại bom đường kính nhỏ phóng đi từ mặt đất do tập đoàn Boeing của Hoa Kỳ sản xuất thường xuyên bị trượt mục tiêu và không có hiệu quả trên chiến trường Ukraine trước đối, những đối phó với vũ khí của Nga một nguồn tin cho biết như sau hệ thống dẫn đường của loại bom đường kính nhỏ phóng đi từ mặt đất vốn có khả năng giúp cho loại bom này bay vòng quanh để tránh những chướng ngại vật như là núi đồi và mạng lưới phòng không đã chịu ảnh hưởng từ hàng loạt các biện pháp gây nhiễu của Nga. hãng Boeing khẳng định họ có thể sửa chữa một phần tình trạng này, thế nhưng tiến trình thực hiện có thể sẽ mất nhiều tháng. Tập đoàn Boeing và quân đội Ukraine chưa bình luận về tin này. Loại bom có đường kính nhỏ phóng đi từ mặt đất do hai tập đoàn Boeing của Hoa Kỳ và Saab của Thụy Điển cùng hợp tác chế tạo là sự kết hợp giữa loại rocket M26 với bom đường kính nhỏ GBU-39 có thể khai hỏa từ pháo phản lực HIMARS và loại M270 giống như loại hỏa tiếng ATAMS hoặc bắn từ hệ thống phòng phóng riêng. Loại bom có đường kính nhỏ này được dẫn đường bằng vệ tinh, có thể hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết có tầm bắn tối đa là khoảng 150 cây số, cao gấp đôi so với các loại rocket thường được khai hỏa bởi loại pháo HIMARS và M270, thế nhưng kém hơn một chút so với loại hỏa tiến ATAMS. Giới truyền thông của Nga cho biết rằng, loại vũ khí này lần đầu tiên được sử dụng hồi tháng 2 khi mà các mảnh vỡ của loại bom này được phát hiện tại thành phố Kranenya ở tỉnh Lugansk. Trong bối cảnh đó, thì các giới chức của Hoa Kỳ cho biết rằng, họ đang chuẩn bị khoản viện trợ quân sự trị giá 275 triệu Mỹ Kim cho Ukraine, trong đó có loại đạn pháo 155 ly. Tổng thống Cộng hòa Czech bị tai nạn xe mô tô. Văn phòng Tổng thống Cộng hòa Czech Peter Pavel vừa thông báo trên mạng xã hội X rằng Tổng thống Pavel bị thương trong khi đang lái xe mô tô. Vết thương không nghiêm trọng nhưng ông sẽ phải nằm viện theo dõi trong thời gian ngắn. Truyền thông Cộng hòa Czech đưa tin Tổng thống Pavel bị ngã khi đang lái xe trên đường đua khép kín nên cảnh sát sẽ không điều tra thêm về vụ tai nạn. Vít Kola, phát ngôn viên của ông Pavel, sau đó nói với đài truyền hình Jack rằng Tổng thống sẽ nằm vài ngày tại Bệnh viện Đại học Quân sự Prague. Tuy nhiên, Kola khẳng định điều này không ảnh hưởng quá nhiều tới lịch trình làm việc của Tổng thống. Phát ngôn viên Kola nói thêm, họ sẽ xem xét liệu ông Pavel có đủ sức khỏe cho chuyến công du nước ngoài vào tuần tới hay không. Văn phòng Tổng thống Pavel trước đó cho biết, Tổng thống có dự kiến tới thăm Jordan, song không rõ chuyến đi này có được lên kế hoạch vào tuần tới hay không. Lãnh đạo Czech cũng dự kiến tiếp đón các ngoại trưởng NATO tham dự cuộc họp không chính thức tại Prague vào tuần tới. Ông Peter Pavel, 62 tuổi, nhậm chức Tổng thống Cộng hòa Czech từ tháng 3 năm 2023. Là cựu tướng NATO, ông được biết đến với niềm đam mê lái xe mô tô và hiện lái chiếc BMW R1200GS. Ông từng lái mô tô tới thăm nước láng giềng Đức ngay sau khi nhậm chức. Mùa hè năm ngoái, ông Pavel gặp rắc rối sau khi truyền thông đăng tải hình ảnh ông đi mô tô mà không đội mũ bảo hiểm. Có nhất 25 người thương vong sau một vụ sập tòa nhà ở Tây Ban Nha. Cảnh sát tại Tây Ban Nha cho biết rằng một tòa nhà hai tầng bất ngờ bị đổ sập trên bãi biển ở Palma de Maloka Sự việc này đã khiến cho ít nhất 4 người bị thiệt mạng và 21 người bị thương. Theo cảnh sát cho hay, tòa nhà bị sập là một nhà hàng nằm trong khu vực Palma de Maloka thuộc quần đảo Balearic. Tai nạn xảy ra đúng vào lúc mùa du lịch cao điểm đang đến gần lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đã nhanh chóng đến nơi đồng thời một số nhà tâm lý học cũng được cử tới theo cảnh sát cho hay mái của tòa nhà đã bị sập đài truyền hình tve của tây ban nha cũng đã ghi lại hình ảnh lính cứu hỏa đang làm việc để dọn dẹp cũng như giải cứu các nạn nhân xe cứu thương sau đó đã có mặt và chuyển những người bị thương tới bệnh viện bảy người bị thương nặng đã được đưa tới nhiều bệnh viện khác nhau trong khu vực Thủ tướng Tây Ban Nha là ông Pedro Sanchez cho hay ông đang theo dõi tình hình và chính phủ Tây Ban Nha sẽ sẵn sàng thực thi tất cả các phương tiện và nhân sự cần thiết để khắc phục hậu quả của vụ sập tòa nhà đáng tiếc này. Hiện nay, cảnh sát đang mở cuộc điều tra. Quần đảo Belarus của Tây Ban Nha là nơi có những bãi biển hoang sơ, thu hút nhiều du khách hơn bất cứ vùng nào tại Tây Ban Nha, chỉ sau Catalonia mà thôi. Theo số liệu chính thức, hơn 14 triệu du khách đã tới thăm quần đảo này vào năm 2023. Nghi phạm khai lý do bắn thủ tướng Slovakia trong vụ bắn thủ tướng Slovakia, nghi phạm Jurak Sintula khi bị thẩm vấn khai rằng đã ra tay vì không đồng tình với chính sách của chính phủ hiện nay, trong đó có việc ngừng gửi viện trợ quân sự cho Ukraine. Theo tài liệu ngày 18 tháng 5 của thẩm phán tòa sơ thẩm Roman Puchowski và được truyền thông công bố ngày 23 tháng 5. Sintula, 71 tuổi, ngày 15 tháng 5 đã bắn 4 phát đạn vào vùng bụng, ngực và chân Thủ tướng Robert Fico trong lúc ông đang gặp gỡ người dân ở thị trấn miền trung Hanlova. Bệnh viện cho biết ông Fico hiện vẫn trong tình trạng nghiêm trọng nhưng ổn định. Ngoài vấn đề Ukraine, Sintula còn bất mãn về việc chính quyền xóa bỏ văn phòng công tố viên đặc biệt và cải tổ cơ quan truyền thông. Theo thẩm phán, nghi phạm nói không muốn giết mà chỉ muốn làm thủ tướng bị thương và sa sút sức khỏe nên đã nhắm vào phần thân dưới. Sintula hiểu rõ bản thân đã làm ra việc phi pháp và đáng lẽ không nên gây tổn hại cho thủ tướng. Ông ta thực sự hối hận về hành động của mình. Đây được xem là vụ ám sát lớn đầu tiên nhắm vào lãnh đạo chính trị châu Âu trong 20 năm qua nghi phạm Sinh bị cáo buộc tội giết người bất thành. Sự việc phơi bày chia rẽ chính trị gay gắt ở Slovakia. Ông Fico, 59 tuổi, từng là thủ tướng Slovakia trong nhiệm kỳ 2006 đến 2010 và 2012 đến 2018, trở lại nắm quyền vào tháng 10 năm ngoái sau chiến dịch vận động tranh cử, khoét sâu vào những rạn nứt liên quan tới xung đột Ukraine và nhập cư trong xã hội Slovakia. Armenia chính thức trả lại đất đai cho Azerbaijan. Armenia vừa trao lại bốn ngôi làng ở vùng biên giới cho Azerbaijan sau nhiều thập niên trong những cố gắng bình thường hóa quan hệ giữa hai quốc gia cựu thù này phó thủ tướng của Azerbaijan là ông Sahin Mutajayat cũng thông báo lực lượng bảo vệ biên giới của Azerbaijan đã kiểm soát bốn ngôi làng vừa kể Trước đó vào hồi tháng 3, Thủ tướng Armenia là ông Nikol Pashinyan đồng ý trả lại bốn ngôi làng mà quốc gia này đã chiếm giữ vào thập niên 1990 trong những cố gắng nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài với Azerbaijan. Vào ngày 16 tháng 5, hai quốc gia này đã đồng ý phân định lại 12.7 km biên giới, trao lại bốn ngôi làng có tên là Bananis Ayum, Asagi Askipara, Kajimi và Ishimei cho Azerbaijan. Người dân của Armenia sống gần đó cho rằng hành động nói trên khiến cho họ bị cách ly ra khỏi phần còn lại của quốc gia và chỉ trích chính quyền đã đơn phương cắt đất đai mà không nhận được sự bảo đảm gì. Nhiều cuộc biểu tình chống chính phủ đã diễn ra tại Armenia vì hành động này, đồng thời yêu cầu Thủ tướng Pashinyan phải từ chức một cuộc biểu tình mới dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 5. Ông Pashiyan vào hồi tuần trước tuyên bố rằng thỏa thuận này là cột mốc rất quan trọng trong việc gia tăng chủ quyền cũng như sự độc lập. Armenia và Azerbaijan từng thuộc Liên Xô cũ. Hai cuộc chiến đã xảy ra giữa hai quốc gia này trong thập niên 1990 và 2020 liên quan tới vùng tự trị Nagorno-Karabakh với đa số là người Armenia sinh sống.